thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục thống kê, tăng trưởng GDP của cả nước 9 tháng đầu năm nay đạt 6,82%. Như vậy từ năm 2020 đến nay, ngoại trừ các năm có biến động nhiều do đại dịch Covid-19 thì mức tăng trưởng GDP 9 tháng đầu các năm khá ổn định, đều sẽ động khoảng từ trên 5% đến 7%. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi và quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng như trước đại dịch Covid-19. Khu vực công nghiệp và xây dựng là điểm sáng của 9 tháng qua trong đó công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng với tốc độ tăng 9,76%, cao hơn rất nhiều so với mức 1,94% của cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút được 25 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Niềm tin của khối doanh nghiệp này cũng tăng đáng kể. Kết quả khảo sát gần đây nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cho thấy, gần một nửa số doanh nghiệp được hỏi tin rằng tình hình kinh tế vĩ mô sẽ có sự cải thiện trong quý tư. Tổng cục Thống kê đánh giá, với bức tranh chung của 9 tháng vừa qua, vẫn còn dư địa để kinh tế Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 7%.